Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Cô chú anh chị ơi, hôm nay chúng ta đi ra thành phố Long Xuyên. Dạ. Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang mình. Thì hôm nay tôi đang có mặt ở cầu Nguyễn Thái Học. Dạ. Còn đây là ngã tư cầu. Cầu khá là đẹp, cho nên tôi dừng lại, tôi quay phim cho cả nhà xem. Nếu như trong số chúng ta ai đó đã từng biết đến cầu Nguyễn Thái Học, thì tôi xin gửi những thước phim này đến cho cô chú anh chị xem nha, cho tất cả mọi người xem, để nhìn thấy, nhìn ngắm lại quê hương mình, cho đỡ nhớ nhà. Theo như tôi được biết thì chiếc cầu Nguyễn Thái Học này thì về đêm rất là đẹp đó cô chú anh chị. Dạ, bởi vì về đêm thì đèn được bật lên. Dạ, và người đi đường thì cũng tối thì cũng đi đi dạo phố cũng đông hơn. Còn như ban ngày như vậy thì là mọi người đi làm việc hết rồi. Chỉ còn những người lưu hành vì công việc thôi. Đây là sự cố không ai chăm sóc nè cô chú anh chị. Trang trí trưng dọn ngày Tết. Nhưng mà rồi qua Tết rồi thì là đội của công viên cây xanh thôi mà không chăm sóc, cho nên là nó cũng héo tàn hết rồi. Đây là cầu thang dành cho người đi bộ. Đẹp quá cô chú anh chị ha. Nhìn màu sắc cũng hài hòa, sang trọng và rất đẹp. Tôi thì cũng không phải là người địa phương ở đây. Cho nên khi đi ra những nơi thành phố như thế này, thấy những cái gì hay đẹp thì sẽ dừng lại ghi hình và đăng lên cho cô chú anh chị xem. Bên kia là dành cho người đi xe lưu thông, còn ở bên đây thì là dành cho người đi bộ, nhìn ngắm thành phố, con sông về đêm.
Hôm nay tôi thấy trời cũng âm u quá, cũng không có thấy mặt trời nè, cho nên có thể hình ảnh nó cũng không được rõ nét cho lắm. Nếu như cách đây vài tuần trước thì có lẽ những cây xanh này rất là đẹp nè, những chậu cây xanh này rất là đẹp nè. Còn hiện tại thì cũng qua dịp lễ Tết rồi, cho nên là cũng không có sự chăm sóc, vì vậy mà đã héo tàn hết, cho nên là mất đi cái sự sống động của tự nhiên, không làm mất cái vẻ thẩm mỹ của chiếc cầu. Rất tiếc ạ. Trời chuyển mưa lắm cô chú anh chị ơi, coi chừng chút xíu nữa bị mắc mưa nè. Chiếc cầu Nguyễn Thế Học này cũng khá là dài.
Dạ kính thưa cô chú anh chị và các bạn, nãy giờ chúng ta đã tham quan cầu Nguyễn Thái Học ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Dạ, thế thì tôi cũng xin tạm dừng video của mình ở đây ạ. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Giờ đây tôi xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau. Xin chúc tất cả mọi người có những ngày tháng thật là an lành và thật nhiều sức khỏe, và luôn gặp những may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.